Xin chào các bạn, đây là bà ngoại. Bà ngoại đang ở trước cửa đợi bà Tám. Ồ, đây là anh Hùng. Anh Hùng tự nhiên xuất hiện trước ống kính. Anh Hùng mở cửa cho bà ngoại xuống. Bà ngoại vào xe để đi đâu đây? Để bà ngoại lên xe rồi bà Tám kể cho các bạn nghe một câu chuyện này. Đây là bà ngoại đã lên xe. Má biết làm sao không? Hôm nay á, Huy Tuấn bận. Không phải Huy Tuấn bận, mà Huy Tuấn nói vậy là hôm nay có nhiều người ở bên tiểu bang xa về á, bà con, bạn bè của Huy Tuấn á, đông lắm. Cho nên là Huy Tuấn phải chở mấy người đó đi. Cho nên mình không có chở mình đi được, mình tới ba người lận. Cái xong rồi con mới nói chết rồi, bây giờ làm sao? Cuối cùng con nói thôi để con lái, con với cái tin đi. Coi như một là cái tin lái, hai là con lái. Chứ giờ biết sao giờ? Thì mình lái từ đây ra Đức Mẹ thì dễ rồi. Nhưng mà xong rồi mình phải lái đi qua nhà anh Sĩ ăn. Xong rồi mình phải lái từ nhà anh Sĩ lấy về nhà mình nữa. Cho nên là phải suy nghĩ là ai là người lái. Thì tin nói là em lái thì được á, mà chị chỉ đường cho em. Xong rồi con mới nói chị lái cũng được đó, nhưng mà tại vì ít khi nào mà lái xa xa như vậy. Xong tin mới nói bây giờ em lái, nhưng mà lỡ trời tối thì chị phải lái, tại con mắt của em không có thấy đường. xong cái cuối cùng là quyết định là hai đứa là tự lái nhau á. Cái tự nhiên không biết trời thương kẻ bất lương má. Nhưng cái hôm nay anh Hùng ảnh bị bệnh. Anh Hùng á, chồng Tiên bị bệnh. Xin cơ quan là nghỉ làm để dưỡng bệnh, tại ảnh bệnh quá. Xong rồi Tiên mới tới nhìn anh Hùng, mới năn nỉ anh Hùng á là anh hôm nay anh bệnh nhưng mà anh có khỏe không anh? Cái xong cái anh bệnh có rồi em ta đi nữa. Tiên. Dạ, Tiên kể đi, Tiên nói sao? Tin năn nỉ anh Hùng sao? Hôm nay cũng may là anh Hùng anh bị bệnh, anh ở nhà. Cái tin nói chồng tin sao? Thì em ảnh ở nhà xong cái em mới hỏi là anh bệnh anh nghỉ nhà mà anh thấy sao trong người anh sao? Thì anh thấy anh ok, mệt chút thôi, anh uống thuốc rồi. Thì em nói vậy anh có thể chở em với chị Thơ đi giùm được không? Lái xe cũng không có mệt lắm đâu anh. Bắt qua tới đó em với chị xuống, anh ngồi em xe mở mới lạnh nên thì cũng đỡ. Thấy không, ảnh nhìn em mà ảnh nói ok, thế là em cảm ơn ảnh thôi. Được cái là anh Hùng á, tin nói gì anh Hùng cũng ok hết trơn á. Cho nên kỳ này cho dù anh có mệt cách mấy anh cũng ok à. Nhưng mà em biết anh Hùng đang cũng mệt, nhưng mà anh Hùng ráng mà em nhanh Hùng. Sẽ chiều nay sẽ có bún bò của anh Sĩ nấu rất là ngon. Phở mà. Không, anh lộn. Phở hả? Dạ, tháng 7 phở. Là phở. Còn tháng sau nữa bún bò hả? Dạ, tháng 8 mới bún bò. Ồ, trời ơi, quên đi ha, tưởng bún bò. Cái anh Hùng thì nãy cũng thấy hơi mệt, nhưng mà cũng ráng nhanh Hùng. Anh ok không? Okay. Anh ok nói gì thôi. Nếu mà anh không ok em lái cho anh Hùng. Xong rồi tối anh ok anh ăn phở xong ok anh lái em về cũng được. tin kể mà tao mắc cười cũng chết nơi. Anh bệnh anh có khỏe không anh? Anh có thể anh có thể anh giúp chở tụi em đi được không anh? Xong anh Hùng thấy thảm quá. Anh Hùng cho dù có mệt cỡ nào anh Hùng cũng phải chở đi thôi, chứ giờ biết sao, bởi vì có vợ mệt lắm. Vợ mà nhõng nhẽo quá, mệt lắm. Thiệt tình luôn á. Mà cũng hên ghê, tự nhiên nhầm lúc anh Hùng anh mệt anh xin nghỉ má, cũng may ghê luôn á. Tự nhiên Huy Tuấn báo là không có chở được là thấy hoang mang rồi đó. Thôi dù sao cũng mà cảm ơn anh Hùng nghe cái lời trời. Chi khỏe chưa? Ok mà. Tin nó nói anh bệnh nhưng mà chắc anh lái xe được phong anh. Cái anh Hùng đó.
ờ chắc cũng được. Quên nãy giờ nó quên nói mà quên nói là mình đi đâu, là hôm nay là mình đi ra ngoài Đức Mẹ Long Beach để mình livestream ngày 13 đó, livestream ngày 13 nha các bạn. Cái clip này là tấm quay behind, là behind của cái livestream đó. Thì chút nữa mình có đem đồ nghề, cái cây mà bắt đền bà cô giáo mới được. Tuần này bà cô giáo bà không có cho mình tập vai gáy cổ. Cái xong rồi cái tự nhiên hôm qua á, trời ơi, con nằm con edit video á, nguyên một đêm, cái xong con giờ con đau quá má ơi. Đau cái dài nè má. Đau quá trời luôn má. Con khùng quá à. Con làm biếng ngồi á, con cứ nằm con làm á. Nằm hoài nó đau. Con nằm con cầm cái điện thoại nè, con gồng cái tay lên á, đau. Mà hồi trước á thì không có đau lắm đâu, bây giờ tự nhiên nó đau quá trời nhiều luôn. Càng ngày càng già nó ập tới á má. Tuổi già nó ập tới cái nó bây giờ nó đau nhiều hơn hồi xưa. Hồi xưa con cũng nằm con ở đít mà không có sao. Mà tuần nào cũng có tập thì nó đỡ, nó không có đau, mà tuần này không tập á cái tự nhiên nó đau quá trời. Cô giáo trốn à. Cô giáo trốn mà má. Làm biếng à. Cô giáo ham ăn mới dám cô giáo trốn. Tin tin mà cười nhỏ nhỏ vậy, cười lớn lên mất mớ cười. Cười nhỏ nhỏ vậy. Cười gì mà hí nhỏ xíu rồi chứ camera. Ê bữa nay cô giáo trốn đúng không Tin? Dạ đúng. Tuần này mình không có tập cô giáo trốn. Tại vì tuần này là ngày buổi chiều là ngày tiệc á má. Xong rồi tính là tập buổi sáng mà cuối cùng cô giáo quên là buổi chiều có tiệc, cho nên cô giáo buổi sáng cô giáo bận, cái cô giáo không có cho tập. Một tuần này nghỉ một tuần, bây giờ cũng đau quá trời nè má. Bắt đền đi, bắt đền cô giáo đi. Sáng nay con dậy con tự ngộn tập mình con đó mà thì cũng đau quá đó. Tại sao má cần từ từ má, đừng có làm nhanh. Cô giáo nói tập là cô giáo nói là phải tập, từ cái gì cũng phải từ từ. Alo, lô két ơi két. Dạ. Con đi làm về chưa? Con làm về nãy rồi, mà con đi rồi. Dạ. Chúc con rảnh không? Con còn nhớ cái vụ của đồ nè. Gì nè, con rảnh con xẹt qua cái tiệm nước hoa của cô đi á. Con lấy quà giùm mẹ được không? Được. Thì con xẹt qua mẹ nha, mẹ mất đi Đức Mẹ. Có nửa tiếng nữa. Được. Rồi. Nha, bye kẹt. Dạ, bye kẹt. À, cô đi á, cô đi mà là bán nước hoa đó nhớ không? Đó, cô đi đó, cổ tặng quà anniversary của con. Ngày năm nào cổ cũng tặng đó má. Mẹ kết á, hôm nay được nó lãnh lương đó má. Nó lãnh lương đi làm đầu tiên của nó đó má. Cái check đầu tiên hả? Nó cho con 500. Trời ơi. Mẹ thơ sung sướng. Là một con đó. Nó nói con cho mẹ 500 cái check đầu tiên. Trời ơi, đã chưa? Mà không biết nó có cho ba nó không nữa. Nó cho mẹ mà nó không biết nó có cho ba nó không nữa. Hôm nay má có rửa tội không? Ừ. Hôm nay má có rửa tội không? Đi xin tội với rửa tội không nội. Sao hôm nay má có xin tội không? Có. Ồ vậy hả? Vậy là má phải lo sắp hàng sớm nha. Chúng tôi đứng sắp hàng lâu lắm á. Ừ. Mệt lắm á nha má. Ừ. Em ghế ra ngoài anh. Ủa? Sao hôm nay kỳ thôi với anh Hùng? Ủa? Sao mặc đồ giống nhau vậy? Vô coi. Vô hai anh em vô coi. Wow, số 3 quay qua, số 3. Ôi, số 3 luôn ghê. Đẹp nha. Hay. Không hẹn. Wow, đẹp ha. Dạ để em. Thank you.
bác sĩ tới kìa. Đó, bác ngồi đây nè, cái cây nè, các bạn chụp mình thấy cái cây này chưa? Cây bự chưa? À, Quý Tuấn tới rồi kìa, ca sĩ kìa. Đó, ví dụ mình để đây, mình livestream ha, mình để điện thoại đây, mình phải cầm gió, gió mình phải che gió này, có gió phù 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 vậy nè. Đây cái dù mà tam đang cầm nè. Tin tin là cầm dù nè. Cầm dù che tám mà cũng như che điện thoại luôn. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị lấy chim nha các bạn. Người Tâm lấy cái điện thoại kia ra. Chỉ để dành một tháng livestream một lần thôi. Đó, Samsung nè, 100% pin nè. Đó, bây giờ là 100% pin là sạc nguyên một tuần, ấy sạc nguyên một tháng. Rồi, gắn vô. Chị đã. Chị vô vô trong này hấp mạnh chứ chị. Cảm. Dạ. Cô hát cô mẹ là ngôi sao sáng đi trong cái bài cô luôn á. Cô hát không? Hát bài đi. Có nhạc luôn á. Không cô luôn á. Ai đang chờ đấy, có xin tội. Có vụ con quan sĩ vừa mới tới, đang nói chuyện với ngoại. Buồn ơi. Đã bắt đầu livestream rồi nè các bạn. Ngày sao bỏ rơi con để sâu hết tháng năm ngất ngơ. Bỏ ngay con đi với vẫn tin luôn ngày chung tin rất mực từ nhân mà có bóng mẹ đi thôi, nhưng bên tai ông yếm tiếng mẹ khuyên. Trên con đường về quê mà có bóng mẹ, con vững một niềm tin, vững niềm cậy chồng. Con đường về quê mà có bóng mẹ, con vững một niềm tin tiến lên bên ai. Chụp hình hai cô Kim.
Ủa bà ngoại đâu rồi ta? Ủa sao bà ngoại vô vô xin tội hoài vậy? Ngồi để lấy ngồi nhớ cái đầu quên tội trốn là quên. Ủa hồi nãy nãy xin rồi không kịp xin á. À vậy hả? Chắc lúc mà tới bà ngoại là tới giờ cho nên là cha không có xin. Chắc bà đâu đã lệnh mà. Đúng rồi. Em đang bị cảm. Tháng sau đi, tháng sau. Tháng sau đó tới không? Dạ có. Có hả? Có phở. Trời ơi. Nó chịu hả? Không, chị mắc quay. Chị mắc livestream. Tháng sau gặp. Ừ. Đúng rồi, Jimmy mà hát nữa. Hát cho đứa mẹ mà ai hát cũng được hết. Thì đúng là như vậy. Thế nào ai cũng phải hát. Chị biết sao em không hát được chứ em hát được em cũng nhào ra em hát nữa. Hát trong ngày em à, được mọi thứ được ơn nhiều lắm. Em muốn được như chị mà không được đâu. Ra đi với em ngày nào rảnh cứ ra đi làm cái gì cũng được nhá. Thôi ra chị hát rồi được em mà tới sớm nó làm chùi chỗ này nè. Trời ơi ô, cái chỗ này ngày hôm qua em đã trà nước rồi đó mà tối đi tối cái tụi không ngày hôm qua là chị tháng sau dạ tháng sau gặp lại chị tháng sau hát nhiều lên tí nha hát hai bài đi hát một bài là... không có đã gì hết rồi tháng sau hai bài tháng sau hai bài nha tháng sau có gì em bảo dài em ra em hát chung với chị dạ tháng sau bảo dài nha dạ phải hứa bắt dài nhé ok dạ ở dài ra sao là hát sao chị thơ phải hát nữa em cũng hát nữa chị mới hát. Ok cảm ơn chị nha trời ơi dạ về nghe quá em về nghe cảm ơn chào chú cảm ơn dạ chào chú tháng sau dạ xe bình nhé. Đó mấy anh chị đi về rồi tại vì có tiệc á. À, Quy Tuấn có đi chung mình hả? À, nãy mấy anh chị hả? Quy Tuấn là các bạn. Hello. hôm nay có người xa tới cho nên chở mấy người đó bỏ người ta, bỏ cả bà tám một tháng thôi, tháng sau đi rồi. Làm gì dữ vậy? Tháng sau chở đi lại đúng không? Đi lại nha. Nhớ luôn á. Hứa đã đời xong rồi có xe mới chứ xong cái hứa cho đã xong rồi cái bỏ rồi tám rồi. Không có đâu, không hề đâu. Đúng rồi, chở trường á. Là không, phải không. Năn nỉ chồng này bỏ làm nghỉ lại quên rồi. Chồng gì đi hả? Chồng bị bệnh nghỉ làm mà bắt chở đi cho bằng được á. Không đi cũng nhớ chứ bộ. Trời ơi, bà tám mà. Bây giờ về ăn xỉa. Ok, giờ mình về nhà đi. Đã đến nhà của anh Sĩ là có thấy đồ ăn. Anh Sĩ đang làm món gì anh Sĩ? Bánh bạch thai. Món tráng miệng. Tráng miệng hả? Đồ tráng miệng ăn đồ chứ. Đâu có tráng đầu chứ. Mỡ như là khai vị á. Cái gì đó. Mayonnaise là cái này đúng không anh Sĩ? Không phải mayonnaise. Cái gì vậy? Bánh với lại cá sống. Rồi sống đâu cá đấy cá chín. Ủa cá chín hả? Cá nó chín rồi. Cá hồi hả? Cá hồi. Trời ơi hấp dẫn chưa? Bữa nay anh Sĩ làm một món phở hả anh Sĩ? Phở mà em cứ có gà nè, em gà mà kỳ trước cô thích á. À vậy hả? Ừ. Rồi mà em cứ tưởng tượng là bún bò không à? Bữa mình nói sao mà em cứ nghĩ là bún bò không à anh Sĩ? Phở. Hình như bún bò là tháng sau đúng không anh Sĩ? Sao? Em nghe đồn bún bò anh Sĩ nấu ngon lắm mà em muốn tháng sau là bún bò đúng không? Bún bò. À, tháng sau là ngày chủ nhật có nhiều người đi lắm á nha anh Sĩ. Nhất là anh Hùng. Anh Hùng hôm nay xin công ty là anh Hùng bị bệnh. Anh Hùng nghỉ. Ai nhà em bắt anh Hùng chở đi luôn anh Sĩ. Ai chào Hùng dễ thương. Ôi xong. Món này chưa bằng món khai vị à anh Sĩ. Để coi hai nồi phở của anh Sĩ nè nha. Đây, trụ số bự dữ anh Sĩ. Hai nồi
hai nồi luôn á. Nhiều nó mới ngon. Hai nồi một nồi đây nè. Hai nồi nè. Đây là món gì đây chị? Gà chiên. Gà chiên với này gà, pepper chiên. Sour. Ngon quá trời. Bột khoai tây á. Dạ bột khoai tây à, chứ không phải bột. Đúng rồi, giống như kỳ trước mình ăn khoái thì khoái, ngon thì ngon á. Dạ, bột khoai tây. Ôi ăn no quá làm sao mà ăn nhiều đồ ăn quá làm sao mà ăn được. Ăn được đầy tâm. Có cần chị chỉ cho tập mà cái bụng không? Chờ chị em đi. Dễ lắm, hóp cho thịt sâu vô giữ khoảng 20 giây. Rồi ăn thở đều ra cứ như vậy làm. Hóp cái bụng thử coi. Mấy lần? Hết thử coi. Giữ 15 giây. Ăn gì mà đẹp vậy? Nên mới thở ra, không thở bằng miệng, thở bằng mũi. Thì cái người mình nó khỏe, thở miệng nó khô cái cổ họng lắm. Phải thở bằng mũi. Mà ngậm miệng lại. Ngậm miệng. Cứ tập vậy mỗi tuần ngày khi nào. Bây giờ là bà cô nói là cho cháu. Deep breath. Cái belly. Dạ. Hít cho thiệt sâu. Dạ. Cái lúc mà hít vô á, cái cổ họng luôn. Cái cổ họng cũng phải khó luôn, không thở luôn đó. Ờ, sau đó mới thở ra từ từ toàn diện bằng mũi. Ok. Tập như vậy đi, cứ tập nhưng hoài. Cái lúc mà thở ra nó rất là quan trọng. Ờ, thở từ từ. Cái lúc thở ra nó hóp được bụng được vô. Hóp maximum cái bụng vô luôn. Hoặc là thở tập cái bụng là cái nếu mà được á, lấy cái chân ép vô. Còn cái chân mình không đụng tới bụng, mình kiếm cái gì cái gối hay gì đó ép nó vô. Cái lúc mình thở ra đó ép thì cái bụng mình nó sẽ nhỏ vô. Nhỏ. Ép vô những cái đường ruột của mình nó sẽ tốt. Cũng phải tập thì nó không có phình. Nó giống như ngồi thiền vậy đó hả? Còn một cái bài học này hay lắm. Nó ra kia ngồi cho mát. Đây là chị Thơ đây ha, chị Thơ là tay phải là Dương. Còn đây là cái khúc xương sườn của mình đây đúng không? Ừ. Đây là cái chấn thủy đúng không? Chị lấy giữa cái lòng bàn tay phải của nữ ha, là khí Dương. Để ngay giữa cái chấn thủy luôn, để ngay giữa đây. Xong rồi bỏ tay trái lên trên. Rồi cứ nằm thôi là tự động những cái cơ thể của chị nó hút khí dương vô, nó sẽ làm cho chị hít thở giống như chị ngồi thiền luôn. Cái động tác này nó đơn giản nhưng mà nó giúp cho người ta rất là tốt luôn. Lúc đó là mình nằm hay mình ngồi? Cứ nằm thôi. Nằm hả? Đè lên cho chỗ chấn thủy nè. Mình có đè không? Không đè gì hết, đè trái thôi. Lên trên à, trước khi ngủ cho rất tốt. Còn má làm sao, má làm sao? Ấm chấn thủy phải là ngồi vậy. Không, không nằm, đang nằm. Đang nằm. Trước khi ngủ. Ừ. Cái khi ngủ làm đó 15 phút cái nữa. Không cần, tự cứ để đó là ngủ luôn. Rất là hay luôn. Còn nam á thì là tay trái khí dương. Để ngay chỗ này. Hôm bữa có giờ em ra ngoài nhà, ít khi nào em ngủ được. Đúng như trong phim em làm thử. Em nằm em gáy luôn. Trời ơi. Cái đứa nó vô nó cười kha kha. Em tỉnh dậy, trời ơi. Mình gáy luôn, hết hồn luôn. Lần đầu tiên mà đi ra nằm. Ngủ á, cái vụ này chị mới nghe đó. Bà đó rất hay luôn. Mình làm nha. Mình nhớ mình làm càng nhiều mình làm càng nhiều. Lúc nào làm cũng được hết á. Sâu lúc nào làm cũng được hết. Hôm khóa như thế này, tức là mình đã tiết kiệm nhiều rồi. Khi nào má nó nằm má nghe YouTube đó mới làm, mới để tay. Bình thường á, bác hít vô, sau đó thở ra, từ hồi bác mới lấy hơi được đúng không? Cái này nó sẽ làm cho bác tự động nó lấy hơi cho bác luôn. Từ đó hồi cái bụng mình mới đầu nó thở ra chút xíu không? Hồi nằm một hồi cái bụng mình thì lên cao luôn. Nó lấy hơi được nhiều á, nó đưa lên cao luôn. Hay lắm, cái bài đó rất là hay. Mà bữa giờ chị cho nhiều người khói lắm. Ngủ không được, thôi, hay quá vậy. Khỏi cần uống thuốc luôn. Đơn giản, đơn giản mà rất là hiệu quả. Má bữa giờ ngủ không được nè, má làm gì đi má. Nhớ nha, tay phải nha. Giữa lòng mình tay phải. Ngay cái chấn thủy ngay giữa cái sân sườn mình. Ngay chỗ này. Là ngay giữa luôn. Rồi tay trái đặt lên. Rồi cứ nằm thôi. Tự động automatic. Nó làm hết. Không làm hết, cứ bỏ lên thôi. Dễ quá. Dễ mà hiệu quả cao. Cái này là nó làm cho cái chỗ này nó không có phần. Vụ gì đó bên này, bên này, bên này. Bên này lại. Nước càng cao, nước càng cao. Chỗ này mình... Nhìn dáng ở dưới cũng làm mặt dưới đó rồi nha. Hồi xưa cô tập 2 năm là cô xuống 2 size luôn. Wow.
Hèn chi cô lúc nào cũng nhon. Đúng là lúc nào đẹp. Tại không tập thôi chứ mà tập là ok. Nhưng mà hồi đám cưới bé Hạnh á, cô cố gắng cô tập á là mặc áo dài ngon lành. Wow. Hít thở thôi hả? Hít thở thôi hả? Hít thở và tập cái này nè, là để cho cái chỗ này mình còn ổn luôn. Tập ra chị. 1, 2, 3. Nè ha. Vậy ha. Cái này á, tay này thì mình đưa chân này. Ngược lại ok. Càng cao càng tốt. Dạ. Yeah. Nó kéo cơ cho mình. Càng cao. Những cái cơ thì xong cái là mình nó giãn ra. Nó không có, không có mỡ ở đây. Dạ đúng rồi, nó xé xé cái mỡ đó. Cô cũng có nhiều chiêu lắm nha. Bao quay vòng để làm. Tập à, gym aerobic chứ. Dạ. Yeah. Đặt đi. Quạt ngược lại. Đặt cao lên. Cao lên. Nhưng mà cái lưng thẳng nha. Lưng thẳng hả? Lưng thẳng, nó cái lao lưng ở đâu á. À đúng rồi. Cái lưng lại thẳng. Lưng nào giữ thẳng. Cái mà mình đá này, cái chân này mình phải cứng, phải vững. Có ai giờ nào giờ tập thể dục vô bếp tập không ta? Ngầu thiệt. Cái này là đang lên lên lớp thôi. Cái tay này thì sao? Ngược lại vậy đó. Không, tay nặng bên, bên này thì sao? Cái này thì ngược lại, em cũng làm vậy. Không phải, cái này trên kia, cái tay này để im thôi, để im thôi. Đá làm sao cái cùi chai này có để đây không? Nó lên luôn. Không, bình thường thôi, để nó tự nhiên. Nó lên tới cái đầu gối mình luôn. Không, chị đang hỏi cái tay này. Cái này, cái để cho nó bung tự nhiên thôi. Đúng rồi. 5 trái. Mình nhìn cho bé nó vô. 5 trái thôi, rồi đổi. Đổi. 1 2 3 4. Trời ơi. Đang đẹp rồi, tập nữa đẹp nữa ai chịu nổi Quang ơi. Mới đầu bác tập cũng được nhưng bác không cần phải cao, bác cứ từ từ. Như chỗ này nó cũng vậy, nó không có cái vùng bụng ở đây. Má tập em đi tay đi mẹ em đi mệt quan mình. Nó đi không nổi mà. Wow, thu mẹ luôn à. Mẹ. Wow. Nó đi đi tập gym á, tập aerobic luôn. Nè. Này mới ngon. Cái lò làm cái này bột của mình á nó nhão, nó không có ngon, nó nhiều bột quá. Nhớ nha, hai cách đó thôi là rồi. Cái bột bảo đảm đẹp. Ok. Hai giờ làm. Cứ việc ăn. Không ai cấm ăn. Ừ. Cứ việc ăn. Đừng nói vậy. Quá. Dạ đừng ăn nói nhiều vậy. Quá nó căng nữa. Mình ăn nhiều. Tiền. Ăn nhiều thì tập nhiều. Tiền nó kêu đừng nói vậy. Quá ăn quá mặt luôn. Má, xuống đây má ơi. Dân nhậu đang chờ. Dân nhậu đang chờ. Dân nhậu đang chờ má thằng ơi. Chú Si đang chờ. Bạn nhậu đang chờ má. Chú Sĩ đang chờ chủ. Má thì bạn nhậu đang chờ má nãy giờ. Chú Sĩ đang chờ chủ bên. Nghe nói kìa. Nhà nhậu này. Đang nhậu ban chủ bây giờ chú Sĩ đi. Đây ngồi đây bác. Coi chừng các sát ngoại. Xin chào bà con và thánh thần nha mẹ. Lạy cha chúng con là trên bề chúng con nguyện đem cha cả sáng biết cha chỉ đến đi cha về. Con ôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để làm tha thứ tham dỗ nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Rồi mời ba ăn thử cái này có được không? Dạ. Mời con. Wow, ai cũng chết rồi. Chờ bà. Hôm nay đó thấy bà. Bà xin tội 4 lần lận. Bà ở nhà bà làm gì mà bà có bệnh gì. Thấy bà có tới. Có tới có ngồi xin bà gì mà xin tội tới 4-5 lần không biết nữa. Có 1 lần à. Không phải, bà cứ căm thơ chồng bà chửi. Chửi con xin tội. Lúc mà má xếp hàng là lúc đó cha tới giờ cái cha đi vô đọc kinh cho nên cha đâu có cho thấy là tới ngoại rồi đó chưa cuối cùng. Chưa kịp tới giờ là nhưng mà hôm nay có xin được không ngoại cho tối ngày chửi hai trận. Anh đưa ba cho rượu hả? Má xin cha má tội gì vậy? Trời ơi ai mà nói. Tội nó nói cho người ta nghe đó. Thôi mời mọi người. Rồi vô. Rồi vô. Chia ba chia.
vô em chúc ngon ngày 13 chị. Ủa, anh không không bả xe bả nhà cô cái gì dạ. Cô lái với cô dạ. Cô cũng lái xe không dám được bước xuống nha cô. Ok, không đây chịu gì nổi. Món gà đã ra. Trời ơi, hấp dẫn quá, thơm quá nè anh sĩ ơi. Rồi, mời ba. Anh đi ba. Mời má ơi. Mời anh sĩ. Ăn còn nóng mới ngon nè. Còn tự nhiên mỗi ý, tự nhiên mỗi dĩa còn cái nè. Đúng là người Việt Nam là cái này là cái mất ma bánh mất cỡ đó. Con vô lấy cái chanh cắt giùm ba con. Vỡ của bà ngoại nè. Con bỏ rất là ít luôn anh á. Đó, xíu rồi không? Đúng không? Hết không? Ok ha. Rồi tới con. Đây tô này của bà Tám đây. Em múc nước lèo vô nha chị. Bò qua vua. Rồi cảm ơn chị. Có muốn ăn bao nhiêu phở để đi nhờ? Bà Tám đây. Tự múc tự xử nè anh sĩ. Có bỏ tay không? Có, bò vô vu là ngon muốn chết luôn. Đây chanh. Chảnh chưa? Vẫn thơm phức. Thơm quá, thơm quá. Thơm phức luôn. Anh khô à. Bà đang đứng trước cho mát hả à, bà? Bà đứng ngoài mát à? Ngoại cho chó ăn. Rosie, Rosie, nè bà. Bà kêu, Rosie, sit. Mày ham ăn mày. Sit. Má hết cho mèo ăn, giờ cho chó ăn. Anh khô à. Nó đâu ăn rau đâu. Nó bỏ rau lại mất. Nó bỏ rau salad lại kìa. Con chó này nó không biết đai ẹp. Nó đi đâu kìa. Nó theo má kìa. Nó muốn ăn nữa đó. Yêu anh. Bạn để đi coi chừng nó vô. Cho má vô đi má. Bà vô hả? Bà vô bà. Ờ má đi. Vô đi cho dịnh nó lại. Rồi má vô. Anh sĩ ơi, em về nha anh sĩ. Cảm ơn anh sĩ. Tháng tới là chủ nhật. Vậy là mình mất mối rồi. Cảm ơn anh sĩ. Hôm nào đi tìm. Hôm nào chú vô đưa gặp sư cô. Bà cần vô là chú đưa vô nha. Con Phật tử mà phải không? Vô vô cho biết hôm nay không đỏ nha. Hôm nay không có đỏ. Ok. Hôm nay không có đỏ mà không có đỏ. Lúc nào cũng được á, lấy nước nhỏ cho bà. Lấy nước nhỏ không? Lấy chai nước nhỏ. Con hả? Ok đi má. Trời ngoài này mát quá. Đứng đây chút đi. Đứng đây chút kìa. Chụp đây đẹp lắm. Ok. À dạ dạ dạ. Này xe ai? Xe Huy Tuấn. Xe cô không. Kim không? Xe cô Kim đúng okay, rồi. Ok vậy con gọi mua xe. Xe đậu đằng kia. Dạ chào anh. Ok ba Vũ. Dạ, ba anh sĩ. Một tháng lần nhanh ha. Nhanh quá trời. Hẹn các bạn tháng sau. Tháng 8 nha. Hẹn anh Hùng tháng 8 nha. Hẹn Tiên Tiên tháng 8 nha. Bye bye đi mà. Bye bye. See you again. Ăn nhà anh sĩ quá ngon luôn. Mấy món nào cũng ngon. Cảm ơn anh sĩ với chị sĩ rất nhiều. Tiên Tiên. Bye bye đi Tin, cảm ơn anh Hùng với Tin đã chở đi.
Em cảm ơn anh chị sĩ. Phở ngon quá hôm nay. Bye bye các bạn nghe. See you again. Bye bye. Và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.